Tốt nghiệp sư phạm mỹ thuật trường Đại học Nghệ thuật Huế năm 2011, sau nhiều năm đầu quân cho tập đoàn Sun Group tại Đà Nẵng, năm 2015, họa sĩ Võ Thành Thân đã quay trở lại với đời sống mỹ thuật. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã đạt được nhiều thành công trong hoạt động sáng tác với nhiều tác phẩm đạt giải thưởng cao trong nước và quốc tế. Đây là một trong số những gương mặt họa sĩ trẻ Huế đầy tiềm năng và triển vọng. Sau 5 năm đầu quân cho tập đoàn Sun Group tại Đà Nẵng, vào năm 2015, khi trở lại với đời sống mỹ thuật, họa sĩ Võ Thành Thân tưởng chừng như con đường sáng tác gặp rất nhiều khó khăn. Song với sức sống tiềm tàng, cả tính mạnh mẽ, Võ Thành Thân đã thành công và đạt giải nhất giải thưởng DOMA 2015. Ngay từ tác phẩm đầu tay Ám Ảnh 1, ở tác phẩm Ám Ảnh 2 của Thân cũng được chọn vào triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2015. Tiếp đến là tác phẩm Cá Đô La được chọn vào triển lãm mỹ thuật trong số 52 họa sĩ trong toàn quốc 2016. Và gần đây nhất là đầu năm 2017, bộ tranh Thế giới trong mắt tôi của Võ Thành Thân tiếp tục lọt vào top 20 và đạt giải thưởng cuộc thi họa sĩ trẻ chuyên nghiệp toàn quốc Việt Art Today 2017. Bản thân là một họa sĩ trẻ mới hoạt động nghề như tôi, thì những tác phẩm, những đứa con tinh thần của mình được công chúng và những nhà sưu tập cũng như nhà giám tuyển đánh giá cao và đạt những giải thưởng lớn từ toàn quốc, thì đó cũng là một cái niềm vui cũng như là một cái động lực để giúp tôi vượt bước trên con đường nghệ thuật khó khăn sắp tới. Vẫn là hình ảnh vẽ về các nhân vật, về cả đô la, về thế giới trong mắt tôi. Thế nhưng dường như tất cả đường nét và mô típ trong tranh sơn dầu của Võ Thành Thân đều được dựng hình và lấy cảm hứng từ các phác thảo tạo hình bằng giấy vò. Điều này không chỉ giúp cho Thân có những đột phá trong cách thể hiện, mà còn sớm định hình được cá tính và phong cách riêng biệt về tác phẩm của mình. Tuy vậy, dù sáng tác ở mảng đề tài nào, tranh của Võ Thành Thân thiên về bút pháp hiện thực, nhưng lại mang hơi hướng tư tưởng siêu thực, phản phất cái nhìn chủ quan của người nghệ sĩ về thế giới xung quanh, phong phú về màu sắc, đa dạng về hình khối, để từ đó trở thành ba hình cơ bản và ba màu cơ bản trong hội họa, đó là vuông tròn tam giác, đó là đỏ, xanh và vàng. Chính từ cách cảm nhận thế giới quan, nhân sinh quan một cách tinh tế, gắn với cách thể hiện và lối vẽ có nhiều đột phá, tranh của Võ Thành Thân không chỉ mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật, người thưởng lãm nhiều cảm xúc mới lạ, mà còn thu hút sự quan tâm yêu thích của không ít nhà sưu tập trong nước và thế giới. Đây cũng chính là động lực để Võ Thành Thân tiếp tục theo đuổi con đường hội họa của mình. Những họa sĩ khác thì họ có một cái con đường riêng của họ, còn tôi sử dụng ngôn ngữ chất liệu là giấy vò để tạo nên những cái chân dung, những cái gì tôi muốn nói đến cho công chúng. Đó là cái phong cách riêng mà tôi của chính trên bản thân tôi, đó là ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình của tôi. Sau khi lọt vào top 5 của cuộc thi họa sĩ trẻ chuyên nghiệp 2017 vừa rồi, thì tôi cũng đã định hướng con đường sáng tác của mình là kết hợp với một gallery. Nó sẽ hỗ trợ cho tôi, giúp tôi phát triển con đường nghệ thuật của mình. Mặc dù đời sống vật chất cũng còn nhiều vất vả, có nhiều khó khăn, nhưng mà vượt qua tất cả cái đó để mà làm nghệ thuật, nuôi dưỡng cái nghệ thuật trong cái dòng máu của mình luôn luôn hừng hực để làm việc, đấy là cái điều quý giá vô cùng. Bản thân mình thì mình cũng từ chiêm nghiệm của bản thân mình thôi, mình cũng phải trải qua biết bao nhiêu thời kỳ rất là vất vả, gian khổ, nhưng mà vượt qua chính mình để làm nghệ thuật. Người nào vượt được chính mình, vượt qua chính mình trong những cái thời khắc có thể nó ngặt nghèo nhất, thì người đó sẽ thành công trong nghệ thuật. Với Võ Thành Thân, con đường hội họa được xem như những miền quê yêu dấu bất tận. Ở đó, những tác phẩm hội họa không phải là cái gì đó cao siêu xa vời với thực tế, mà chính là những điều đang diễn ra trong cuộc sống thường nhật, trong đời sống nội tâm của người nghệ sĩ. Và trong mỗi tác phẩm của Võ Thành Thân cũng được kể tinh và hình thành chính từ mạch nguồn cảm xúc đó.